Xin chào các thành viên Vinaco, QHSE xin được gửi tới mọi người bản tin an toàn tháng 2 năm 2023 với các nội dung chính như sau. 1. Một số khuyến nghị để đảm bảo an toàn khi đi du xuân. 2. Mức phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và ô tô. 3. Tình hình sự cố tại Vinaco tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Đầu tiên, một số khuyến nghị để đảm bảo an toàn khi đi du xuân. Đi chùa vãng cảnh và cầu bình an, may mắn hoặc đi du xuân ngắm cảnh được coi là hoạt động không thể thiếu mỗi dịp đầu năm. Để đảm bảo an toàn khi đi du xuân, QHSE khuyến nghị mọi người một số nội dung sau. Xem trước thời tiết nơi mình đến để chuẩn bị hành lý cho phù hợp. Tình hình thời tiết dịp Tết thường đặc trưng theo các phân vùng địa lý Việt Nam, chẳng hạn miền Nam thường nắng nóng, miền Bắc có mưa phùn. Tuy nhiên, cũng không lường trước được những cơn mưa đầu năm tại các tỉnh miền Nam. Vì vậy, luôn cập nhật tình hình thời tiết điểm đến để lường trước các rủi ro có thể xảy ra. Nhất là khi di chuyển lên các vùng có nhiệt độ thấp thì càng cần lưu ý theo dõi thời tiết. Đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người để tránh lây nhiễm các bệnh dịch liên quan đến đường hô hấp. Theo đánh giá của Bộ Y tế, trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão năm 2023, tình hình dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác được khống chế tốt. Tuy nhiên, Bộ Y tế cảnh báo dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch do biến thể mới. Hơn nữa, giai đoạn giao mùa tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh dịch đường hô hấp dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch. Đặc biệt, thời gian đầu xuân 2023, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao cùng thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh lây lan. Lưu ý lựa chọn những hàng quán thoáng mát, chế biến đồ ăn sạch sẽ, đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm để tránh bị ngộ độc thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đầu năm, lượng người đi lại ăn uống dồn dập, đông đúc, các nhà hàng phải phục vụ hết công suất nên rất dễ bỏ qua yếu tố về an toàn vệ sinh thực phẩm. Do vậy, bạn nên lựa chọn những quán ăn có lưu lượng khách vừa phải, hạn chế ăn uống tại các địa điểm du xuân, lễ hội, chủ động mang theo nước uống, đồ ăn để phòng tránh trường hợp không tìm được quán ăn đảm bảo. Để chuyến du xuân được trọn vẹn, không xảy ra các tình huống như dị ứng đồ ăn, chảy xước tay chân, côn trùng cắn, bạn hãy mang theo một số loại thuốc thông dụng như thuốc chống say xe, giảm đau, cảm cúm, băng cá nhân, vân vân để đề phòng trường hợp cần sử dụng mà không thể mua được. Đặc biệt, khi đi du xuân, không tránh khỏi việc sau chuyến du xuân sẽ là các hoạt động liên hoan, nâng ly để dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Do vậy, các bạn hãy lưu ý tuân thủ quy định đã uống rượu bia thì không lái xe để đảm bảo cho chính bạn và những người xung quanh, đồng thời cũng tránh bị các lực lượng chức năng xử phạt và thu bằng lái. Phần 2. Mức phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và ô tô. Đối với người điều khiển xe máy, nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng theo điểm C khoản 6 điều 6 và tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng theo điểm D khoản 10 điều 6. Nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo điểm C khoản 7 điều 6 và tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng theo điểm E khoản 10 điều 6. Nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng theo điểm E khoản 8 điều 6 và tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng theo điểm G khoản 10 điều 6. Đối với người điều khiển ô tô, nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng theo điểm C khoản 6 điều 5 và tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng theo điểm E khoản 11 điều 6. Nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu
hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng, theo điểm C khoản 8 điều 5, và tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng, theo điểm G khoản 11 điều 5. Vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, theo điểm A khoản 10 điều 5, và tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng, theo điểm khác khoản 11 điều 5. Tình hình sự cố tại Vinaco tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, toàn bộ Vinaco chưa xảy ra sự cố nào. Hy vọng rằng năm 2023 của chúng ta sẽ là một năm không có sự cố. Chúc mọi người luôn làm việc và lái xe an toàn.